losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Ở đây xe điện lên nè. Lên đỉnh luôn không anh? Đỉnh luôn. Được rồi, tám nhà. Tổng cộng bao nhiêu bậc anh? Đi đường đây 400m, đi đường đây 800m. À. Cái này tối mình mở tới mấy giờ? Dạ, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Rồi, sáng 9 giờ tối. Lên thêm này nữa nè, ngon luôn, quá đã luôn. Tới đỉnh. Rồi, anh kêu anh. Chân đi được không cậu? Được. Ừ, chân phải đi cao lên với chân thấp thấp là đâu không được. Rồi. Tháp hồi xưa đó con, ta xây bằng gạch đấy. Gạch không à? Giống mũi này, mũi né có dắt này đi đâu, tháp châm ba á. Châm banh gì đó. Bằng gạch toàn bộ luôn. Wow. Có vô bên trong được không? Có đầu bên trong. Bên kia ơi, tháp bằng gạch nha các bạn, rất là đẹp. Đây xung quanh đó nè, còn có mấy chỗ đứng dừng chân này nọ đó, không? Đây. Nó đứng yên đó đi. Đây khu vực xung quanh, wow đó, chiều chiều luôn cái cầu được kìa, ngon luôn. Đây gạch nữa các bạn. Đây gạch của họ đây. Gạch rất lớn nha. Bề dày nó khoảng bề dày khoảng 50 lận á. Rồi có mấy viên nó bị hỏng rồi nè. Có mấy viên bị hỏng người ta rút ra hay sao? Hầu hết là xây bằng gạch hết. Miếng này với miếng này là họ đặt lên bằng cái gì đó mình không rõ nha. Nhưng mà mình thấy nó rất là sáng. Còn của Việt Nam mình là nó có một cái lớp xi măng nên độn đây nè. Kết cấu rất là rắn chắc luôn, cực kỳ chắc không ha. Đây thờ bà Châm Ba. Thờ bà Châm Ba đây nè. Người ta thờ nè. Này, khu vực xung quanh. Đây, quy định ở tháp Nhạn nè. Di tích lịch sử nha. Đây chỗ này nè.
di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt ha, tháp Nhạn này. Vào những thế kỷ đầu của công nguyên, trên dãy núi miền Trung, người Chăm-pa cổ đã sinh sống và sáng tạo ra một nghệ thuật kiến trúc độc đáo, tiêu biểu các nhóm đền tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 đến đầu thế kỷ 17. Tháp Nhạn là một cái di tích kiến trúc đền tháp Chăm-pa cổ được xây dựng trên núi Nhạn ha. Cao độ 64m so với mặt nước biển, niên đại khoảng thế kỷ thứ 11 ha. Tháp có mặt bằng hình vuông ha, mỗi cạnh 10m ha, chiều cao 23.5m ha. Tỷ lệ đối với ba phần đế thân mái ha. Đây các bạn đọc chỗ này, mình sẽ lướt xuống cho bạn đọc ha. Các bạn muốn thông tin như thế nào thì các bạn sẽ dừng ở đó các bạn xem nha. Đây. Ở đây. Quỹ ban dân à. Cái tờ này nó bóng nha các bạn, nó bị ẩn ở ngoài nha. Rồi. Mình quay thêm cái cho một cái cây cái. Từ đường nó tháo nó gãy à. Hay Tham Nhạn là đi Phú Yên thì chắc phải tới Tham Nhạn. Dân chúng này chụp hình nhiều lắm nha. Ở đây mình đi qua mình lia cái thành phố cho các bạn xem. Đây có một cái cầu mà không rõ cầu gì ha các bạn. Này có cái miếu à. Ồ, cũng có thờ Phật gì đây nữa ta. Chắc do người dân mình thờ ta. À, các bạn thấy nhà cửa của người dân không? Tại cái tháp đền của tháp Chăm-pa này là nằm tại trong thành phố ha. Trong thành phố. Nó nằm ở trên núi. Đó, các bạn thấy. Dân ở đây sinh sống đây nè. Nhà dân hết. Cái đó cái đền Cọc Phú cái gì đó, cái đền Ngọc Phú cái gì đó, như thấy nhìn từ trên cao nhìn thấy xuống có nè. Đây thì không. Đó cái cầu đó là cái cầu mà đi hướng về phía Nam Phú Yên đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Thấy cái cầu rất là dài không? Hướng về sân bay về máy bay đó nha. Đây là cái đập hay gì đó. Đây là cái đập nè. À. Chứ không phải cái cầu rồi. Cái... Giống cái cầu á. Không biết phải cái cầu hay không. Cái cầu đó các bạn, cái cầu kết hợp cái đập hay sao? Đây mình thấy có cái đền gì đó. Mình leo lên trên này xem thế nào. Cái đền Chăm-pa thì trên này có một cái chỗ để người ta thờ gì ở mấy trên cao này đó. Ngay trên đường đi ra các bạn. À, thì các bạn đi ra đây nó có cái quầy vậy khác. Ủa cái toilet nằm đâu? Hình như trong này phải. Cái quà lưu niệm bán đây, cái khác bán đây.
trần đá đây, tảng đá. Đây quả lưu niệm nha các bạn. Rồi đi xuống nha. Bye bye. Bye bye thắp nhạc nè. Đó. Nó nhìn được trước chứ mình xa ghê lắm. Sướng. Ôi, sướng luôn. Rất là do mót luôn. Bên kia còn cái gì của lịch sử quốc gia nè, bên này. Thiên tế à. Quá trời cái thiên tế luôn mình. Thiên tế là thưa ông nào Mỹ ông ở nhà ông, ông có trồng cây nữa. Nó mọc cái bông. Không ơi, nó kẹt ghê. Mà ăn phở tiếp rồi ông bố. Ăn phở được không? Hay ăn trong tắm. Nướng cuốn rồi này được không? Sao khó đây. Nem nướng không có cơm đâu. Khổ vậy chứ. Tới rồi. Rồi hết rồi đó. Hết tô, hết tiền. Các bạn hết tiền, được phục vụ hết tiền rồi nha. Rồi ra xe thôi. Thôi đi đi, đỡ đi cũng được nữa. Con dở cái chân nó không cao rồi con té thôi. Đây, đi vô xe nha.